Cuộc đời tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn sẽ lên phim. Cuộc đời nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn dựa theo sách của Larry Berman được làm phim điện ảnh do Charlie Nguyễn đạo diễn. Larry Berman, tác giả cuốn Điệp viên hoàn hảo X6, sách về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn cho biết đã ký hợp đồng với hãng BHD thực hiện phim điện ảnh dựa trên tác phẩm Ông nói, tôi từng ước ao câu chuyện cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn sẽ được chuyển thể thành phim. Tôi rất phấn khích khi Charlie Nguyễn, đạo diễn được giới chuyên môn đánh giá cao, đảm nhận tác phẩm. Tôi và Charlie chung một cái nhìn về cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn. Tôi tin Charlie sẽ tìm ra cách tốt nhất để kể lại câu chuyện ấy. Larry Berman cũng tham gia dự án với vai trò cố vấn sáng tạo. Đạo diễn Charlie Nguyễn xác nhận thông tin. Larry Berman cho biết gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu vào năm 2001. Từ đó suốt 2 năm ông thường đặt vấn đề viết cuốn sách về cuộc đời tướng tình báo nhưng luôn bị từ chối. Sau này Phạm Xuân Ẩn bệnh nặng phải vào nằm viện nhiều. Berman nhắc lại lời đề nghị của mình. Ông nhận xét Berman có cái nhìn trung thực, khá công bằng và khách quan, vì thế ông đồng ý chia sẻ những tình tiết về cuộc đời hoạt động tình báo. Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927, tham gia hoạt động cách mạng từ đầu thập niên 1950. Ông qua đời năm 2006 sau thời gian bệnh nặng.